Rồi, chào mọi người nha. Buổi tối của hai anh em. Anh làm gì anh? Cá. Cái gì vậy? Ngát rồi. À, làm món gì? Cái chua hay gì? Chua. À, cá ngát cái đuối luôn. Ừ. Đuối phải gai chưa? Rồi. Cái gai, cá ngát nhớ cầm rơi chưa? Văng đây nè. Đập mẹ. Anh biết anh chặt cái văng đâu rồi. Đó, văng đó. Để anh chặt văng cái gai cái ghét rồi. Làm dục có đi đạp, nguy hiểm. Rồi anh bằng đây. Rồi em chiên xù con cá này ạ. Okay. Chiên cá đồ đồ nữa. Nay ăn hai món. Cá đồ đồ với cá ngát. Luộc me. Bữa tối của hai anh em có nhiều quá đó. Hết đi chục cái chai. Rất là quần tráng các bạn không? Anh nói gì? Các bạn thấy có quần tráng không? À, anh hỏi biết bạn thấy có quần tráng không? Đâu chào mấy bạn cái. Chào. À, anh đang mặn cái ngát các bạn. Với thêm ăn cái đuối. Hai anh em mà. Bữa tối quần tráng luôn. Làm xì đế không anh? Còn xì đế chứ. À. Ngồi bén. Giờ mình chiên cá này trước rồi mày mình luộc me nó sao? Giờ khuya các bạn, giờ cũng có 10 giờ đêm rồi ạ. À. Để mình coi mấy giờ rồi. Rồi ơi, 10 giờ 7 phút luôn rồi. Giờ mà còn làm mồi gì ăn cơm nữa. Các bạn thấy cái đi biển ăn trễ lắm, ăn uống không bao giờ giấc gì hết. Kệ đi, chỉ vui thôi. Cá này ký không anh? Ký vậy. Có ghe chạy lại à? À thấy rõ không? Nó đang chạy lại đây nè. Ghe lưới quá. Đấy, mặn cá rất chuyên nghiệp. Mặn cá số quắc luôn. Bảo tử nó mới cầm không á. À, này ghe cào bên lông, cào xăm đất. Chứ không phải là ghe lưới. Nó đang chạy hướng về. Chào tối anh em, của hai anh em. Rồi nó đang bằng cái đuối các bạn. Này đuối nẻ nha. Nó không bự nó chỉ cỡ vậy trả lại à. Nhưng mà cá rất chuyên nghiệp. Anh đi biển nhiêu năm rồi anh? Lâu rồi thôi. Anh đi được nhiêu năm rồi? Mười mấy hai chục năm rồi chưa? Hai chục năm rồi. Hai năm rồi. Anh thấy đi biển có cực không anh? Cực thì có cực nhưng mà vui. Vui nha. À. Anh đi hồi lúc anh nhiêu tuổi giờ? Tôi lúc 18 tuổi. 18 tuổi đi giờ luôn, nay anh nhiêu tuổi rồi? Cũng qua rồi. Chạy ngang hỏi chim gì thơm thế. À, 18, 43. Rồi, đi, anh đi lâu rồi chứ. 20, 43 thì là 20 năm rồi, anh đi 25 năm rồi. Nghỉ 5 năm đi thành phố làm anh bạn mà thấy cuộc sống không ổn rồi chạy đi biển tiếp. À, đang chiên cá quá bự luôn, đầy cái chảo luôn. Rồi anh rửa sạch xong đó anh che gắt gao rồi anh có quyền đi uống nước á. Hai mươi năm trên nghề biển các bạn. Quá thơm. Quá sức trần này rồi. Rồi giờ mình trở cái cá luôn mà. Quá sức trần này rồi. Vàng chưa? Chưa vàng các bạn. Chạy trở luôn đi. Quá nguy hiểm. Nóng quá, nóng quá. À,
Hãy ép đây, ép đây. Rồi cho em biết tiếp mà. Anh cũng bằng cá ngát thôi mà anh lấy cá ngát ra cây. Mỡ hả? Mần biển là nó không có giờ giấc cố định như các bạn. Khi nào mần, khi mần sát đêm, khi nào mần ngày cũng có. Cực khổ lắm. Ai đi rồi sẽ biết. Như cái đầu luôn kìa. To không các bạn? Sóng gió lúc lắc lúc lắc. Rồi nước sôi bạn ơi, rồi bỏ cá vô. Đây, cái đầu cá luôn. Chỉ bằng món luộc me các bạn. Cá không à, không có bổi. Cá nhiều quá thì ăn cá chứ để bổi vô nữa ăn không hết. Rồi ok. Lắp lại các bạn. Nó cá chiên chín rồi các bạn. Chắc dầu bỏ đi. Chắc dầu bỏ. Sẽ rớt con cá quá. Ý, sẽ nó rớt hay chứ. Quá nguy hiểm. Ok. Ok một món. Rồi sao các bạn ơi, giờ đâu mình cắt ớt quá vô. Ok. Hai trái. Ba trái, hai trái rưỡi. Rồi trái này để nuôi cái mắm. Ok. Em thêm đường trước. Đường nè. Em. Cái chai nước màu nó bị nhiễu cái gì mà nó chảm lên con ta. Biết. Em chùi rồi trưa rồi mà cũng nhiễu không nữa. Nó để rồi. Chắc vậy quá. Muối. Nó sức trận cá này luôn rồi. Ok, bây giờ bắt đầu cắt thơm luôn rồi. Quá là sôi luôn rồi. Gieo thơm là gươm thao. Chút mới nấu canh chua đèn hậu luôn rồi. Gieo thơm, ngồi gai quá thơm. Quá sức trận này. Cảm ơn mọi người. Gì? Đây nắp này cho nó chín tí xíu nữa bạn. Cá bự luôn cho nó lòng. Rồi chín rồi mấy bạn ơi. Cắt xuống được rồi. Quá là sâu luôn rồi. Xong cá luộc men các bạn. Ai dạ. Quá sức trận này luôn rồi. Quá cá chiên xù. Cá ngát luộc me luôn.
anh vớt cá anh coi. Ok, vớt cái đầu đi. Thôi em không đầu, em không đầu. Để em ăn gấp anh. Để em ăn gấp, anh gấp cho anh làm đầu, em không ăn đầu. Đâu hả? Em không đầu cá, em không đầu. Ba, để ra dụng. Rồi, anh cúng đi. Như cô bà câu của mày nhậu không ơi. Hộ mình tay phải chân bằng đâu được đó nha. Rồi, nhậu các bạn ơi, mời các bạn luôn. Mời bạn luôn. Rồi vô. Vô. Rồi. Anh gấp đầu đi, anh cầm đi, anh mời các bạn coi. Đâu tiêu được, không có nào. Rồi, anh ăn cái đầu. Rồi, được. Rồi, mời các bạn luôn. Ơi. Quá ngon. Rồi. Quá hấp cầm dẫn. Rượu mời các bạn đi anh. Chào các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha mấy bạn. Quá sức trận này. Rồi, cảm ơn anh luôn. Rồi, mời các bạn ăn cá canh với ăn cá chiên nha các bạn. Rồi, mình ăn cơm ạ. Bye bye, xin chào các bạn.